Xin chào quý vị và các bạn, và trên tay Quang Minh đang có ở đây là sản phẩm máy lọc không khí KUK18A, một sản phẩm mới của Cú Trang. Và sản phẩm này được sản xuất tại Hàn Quốc, được phân phối bởi Cú Trang Việt Nam ở thị trường Việt Nam. Và với sản phẩm này của chúng ta thì chúng ta có thể thấy bên ngoài là một cái thiết kế rất là nhỏ gọn. Cái thiết kế này thì khiến cho Quang Minh liên tưởng tới game Among Us, một game rất là nổi tiếng trong thời gian gần đây, với cái thân hình giống như là một chú phi hành gia vậy. Chúng ta sẽ có là mặt trước này và mặt sau là bằng nhựa ABS, và ở trên đây chúng ta sẽ có bảng điều khiển, chúng ta có thể lựa chọn các chế độ ở đây. Với thiết kế là mặt sau gồ ra và quạt gió nằm ở phía sau này. Quạt gió của sản phẩm này được sử dụng là quạt gió không chổi than và động cơ một chiều, hoạt động cực kỳ êm ái, khiến cho chúng ta sẽ không có cảm giác của máy đang hoạt động về đêm, giúp cho giấc ngủ chúng ta chọn ngon lành hơn và không khí vẫn trong lành. Với sản phẩm này của chúng ta thì gió sẽ được hút ở khe này và sẽ được đẩy lên ở phía sau. Vậy cho nên khi chúng ta đặt sản phẩm này ở bất kỳ vị trí nào thì chúng ta cần lưu ý rằng ở khoảng phía trước của nó sẽ phải có khoảng hở tối thiểu là 50cm, ở hai bên này thì sẽ phải có khoảng hở tối thiểu là 20cm, và ở sau mặt lưng này cũng có khoảng cách tối thiểu là 20cm với một bức tường phía sau chẳng hạn. Và chúng ta nên đặt ở chỗ thông thoáng để cho máy hoàn toàn có thể hoạt động được một cách hiệu quả. Với công suất là 15W và 3 cấp độ gió thì sản phẩm sẽ có không gian làm việc hiệu quả tối đa lên tới 28m2, và nó phù hợp cho một căn phòng phổ biến hiện nay, nó tầm khoảng 28m2 là rất là phù hợp. Ngoài ra, với cái thân hình nhỏ gọn của sản phẩm thì giúp chúng ta có thể là cầm nắm và chúng ta có thể xách đặt ở bất kỳ căn phòng nào chúng ta cần sử dụng, và chúng ta rất dễ dàng có thể chúng ta di chuyển cái sản phẩm này để chúng ta có thể, ví như chúng ta ở phòng khách chúng ta sẽ đặt nó ở phòng khách, chúng ta ở phòng ngủ chúng ta đặt nó ở phòng ngủ, chúng ta ở phòng bếp chúng ta đặt nó ở phòng bếp, rất dễ dàng để chúng ta có thể tận hưởng được một bầu không khí trong lành. Và với sản phẩm này của chúng ta thì chúng ta sẽ mở sản phẩm để xem bên trong của nó có gì. Chúng ta sẽ sử dụng tay, chúng ta đẩy nhẹ cái nắp này, như vậy chúng ta đã mở được cái nắp trước. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy đã phô ra, đây là cấp lọc đầu tiên, chính là cấp lọc thô. Cấp lọc thô này thì sẽ được sử dụng một tấm lưới để có thể cản các loại bụi lớn như là tóc, như là lông thú cưng và các bụi lớn. Và chúng ta sẽ mở ra, đây là màng lọc thô. Và tiếp theo chúng ta đây là chính là một cái carbon filter. Trong các tổ ong này thì sẽ có các hạt than hoạt tính, và khi không khí qua đây thì sẽ được lọc một phần qua lớp lưới mỏng này. Ngoài ra thì qua carbon filter sẽ giúp chúng ta khử mùi cũng như là khử khuẩn, một số loại vi khuẩn mà gây hại thì cũng sẽ được khử bởi carbon filter này. Và tới đây thì chúng ta đang có là màng lọc HEPA H13. Với màng lọc HEPA tiêu chuẩn H13 sẽ giúp chúng ta lọc sạch được các bụi mịn tiêu chuẩn 2.5 PM, và như vậy sẽ đưa ra bầu không khí của chúng ta rất trong lành, rất hiệu quả. Và phía trong này thì đây là quạt gió rồi, để cho chúng ta có thể biết được, nhận diện được là bầu không khí của chúng ta đang có là nó trong lành như thế nào, cấp độ của nó là bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta được trang bị là một cảm biến bụi, và cảm biến này nó sẽ đếm lượng bụi khi đi qua các cái đầu laser này. Và với cảm biến này thì chúng ta hoàn toàn có thể tháo nắp như thế này, và chúng ta sẽ sử dụng một chiếc tăm bông, chúng ta có thể vệ sinh cái cảm biến này, thỉnh thoảng chúng ta sẽ vệ sinh để đảm bảo rằng cái bộ đọc, bộ đếm hạt bụi thì sẽ hoạt động được một cách hiệu quả. Và sau đấy chúng ta sẽ đóng nắp lại. Khi mở hộp sản phẩm này thì chúng ta sẽ có những gì? Chúng ta sẽ có là một chiếc máy lọc không khí rất xinh xắn như thế này, và chúng ta sẽ có một cuốn hướng dẫn sử dụng. Và đặc biệt thì với sản phẩm này sẽ sử dụng nguồn là adapter. Chiếc adapter này có giải hoạt động rất là rộng, nó hoạt động từ 110 tới 240V,
Tức là điện có thể sử dụng được cả điện thế 100V và điện, cho tới điện thế 240V. Và đầu ra thì sẽ là dòng điện 12V rất ổn định. Vậy cho nên là với sản phẩm này chúng ta có thể sử dụng được rất phong phú về nguồn điện. Và điều này, giải điện rộng như thế này thì đảm bảo rằng cho chúng ta có thể hoạt động được ở những mức độ, ở những chỗ đang cao điểm điện bị yếu thì máy chúng ta vẫn hoạt động bình thường. Và chúng ta sẽ cắm cái đầu jack này ở phía sau lưng ở đây, chúng ta sẽ có một cái lỗ cắm ở đây. Và chúng ta cắm vào và chúng ta sẽ cắm nguồn. Và sau khi cắm nguồn thì để cho máy hoạt động, chúng ta sẽ bấm vào phím nguồn ở đây. Và máy sẽ hoạt động. Máy sẽ hoạt động ở đây thì sẽ hoạt động ở cái, nếu như chế độ auto thì nó sẽ hoạt động đầu tiên thì sẽ là hoạt động về cái mức độ gió là mức độ trung bình. Ta thấy đèn đang nhấp nháy là cảm biến đang hoạt động để có thể đo được lượng không khí của chúng ta và cho ra kết quả. Thì khi nào cái đèn này nó ngừng nhấp nháy thì nó sẽ cho ra kết quả của chúng ta. Và các cấp độ kết quả thì sẽ cho là màu vàng là sẽ là ở mức độ trung bình, màu xanh là ở mức độ an toàn và màu đỏ là ở mức độ là không khí bị ô nhiễm. Thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào từng mức độ ô nhiễm thì ở chế độ auto thì máy sẽ được tự điều khiển. Ví như màu xanh thì máy sẽ cho điều khiển ở mức độ 1, màu vàng thì máy sẽ hoạt động ở mức độ 2 và màu đỏ tức là không khí ô nhiễm thì máy sẽ hoạt động ở mức độ cao nhất, mức độ 3 để đảm bảo rằng có thể lọc sạch không khí chúng ta một cách sạch sẽ và cung cấp chúng ta một bầu không khí trong lành để chúng ta có thể hít thở. Và như chúng ta đang thấy thì đèn đã ngừng nhấp nháy và hiện tại thì cái đèn báo hiện tại chúng ta đang là vàng và mức độ ô nhiễm ở đây là mức độ ô nhiễm trung bình và máy đang hoạt động ở mức độ 2. Thì với việc auto tức là tự động thì máy sẽ tự nhận diện và sẽ tự điều khiển cái cấp độ gió. Tuy nhiên chúng ta có thể là lựa chọn thay đổi cấp độ gió bằng cách là chúng ta sẽ nhấn ở trên đây có cái phím của hình cánh quạt đây, chúng ta chọn vào thì nó sẽ, máy sẽ thay đổi cấp độ gió. Hiện tại đây là cấp độ 3 và là cấp độ mạnh nhất. Chúng ta có thể thấy rằng là sau khi đưa lên cấp độ 3 thì cái đèn nó đã chuyển qua màu xanh, bởi vì với mức độ này là mức độ lọc không khí nhanh nhất và khiến cho không khí trở nên trong lành một cách nhanh chóng. Hoặc chúng ta có thể là chuyển về mức độ 2 rồi quay về mức độ 1. Ở mức độ này là mức độ sẽ tạo ra tiếng ồn ít nhất và nó sẽ đảm bảo rằng tiếng ồn này sẽ không ảnh hưởng tới giấc ngủ của chúng ta. Và vẫn tiếp tục, máy vẫn tiếp tục lọc để giúp cho bầu không khí chúng ta nó trong lành hơn. Và chúng ta nhấn một lần nữa đèn auto sáng. Thì như lúc này là máy sẽ hoạt động theo chế độ là tự động. Và khi không khí trong lành thì nó sẽ ở hoạt động ở mức 1. Và giống như ta thấy hồi nãy là không khí ô nhiễm thì sẽ hoạt động ở mức 2. Ngoài việc máy hoạt động dựa trên 3 lớp lọc cùng với quạt gió siêu êm thì sản phẩm này chúng ta còn có phát ra ion âm. Nó sẽ tán ra các ion âm trong không khí và từ đó giúp cho khóa chặt các bụi mịn cũng như các vi khuẩn gây hại và giúp cho bầu không khí chúng ta thực sự là trong sạch hơn. Và vừa rồi thì chúng ta đã vừa tìm hiểu về sản phẩm máy lọc không khí Qgen KU K18A. Hy vọng rằng với sản phẩm này thì sẽ giúp cho bầu không khí trong ngôi nhà chúng ta ngày càng trong lành hơn và giúp cho sức khỏe chúng ta ngày càng tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các buổi review cũng như hướng dẫn sử dụng các sản phẩm của Qgen.